Trong khi Riot còn nghiên cứu, thì người chơi đã tự tìm cách sửa lỗi nặng của Liên minh. Sau khi Liên minh được cập nhật lên bản 13.7, tình trạng văng khỏi trận đã trở nên phổ biến hơn khá nhiều. Theo ghi nhận từ cộng đồng, tình trạng này xảy ra từ máy chủ lớn như Bắc Mỹ, Tây Âu cho tới các khu vực nhỏ hơn. Không ít người đã bị xử phạt oan vì lỗi này. Khi được hỏi về vấn đề này, nhân viên Riot trả lời, họ đã cập nhật client Liên minh lên 64-bit. Điều này là nguyên nhân dẫn tới tình trạng người chơi bỗng nhiên bị văng khỏi trận. Thậm chí một số phần mềm hỗ trợ cũng bị ảnh hưởng bởi cập nhật này. Hiện phía Riot vẫn đang trong quá trình điều tra lỗi. Điều hài hước ở đây đó là trong khi Riot đang điều tra thì người chơi đã tìm ra cách khắc phục. Theo chia sẻ từ cộng đồng, để sửa lỗi văng game thì người chơi cần chọn phần chạy chương trình với tư cách admin và khóa tối ưu màn hình. Ngoài ra, tại client Liên minh, người chơi cũng phải chọn luôn luôn tắt client khi trong trận ở phần hệ thống. Với những cách này, người chơi sẽ tránh được tình trạng bất ngờ bị văng khỏi trận đấu, qua đấy tránh được những tình huống bị phạt oan và không được chơi game. Cách này đã được cả các YouTuber lớn của làng Liên minh kiểm chứng và xác thực độ hiệu quả.